Trong quá trình sao chép ADN, enzyme ADN helicase làm nhiệm vụ giãn xoắn phân tử ADN sợi kép nhằm bộc lộ hai mạch đơn ADN để dùng chúng làm khuôn cho quá trình sao chép. Sau khi ADN sợi kép được giãn xoắn bởi ADN helicase, một loại protein gọi là protein liên kết mạch đơn ADN, gọi tắt là SSB, bám vào mỗi mạch đơn ADN và ngăn cản không cho chúng liên kết trở lại với nhau trong quá trình sao chép. Do mạch khuôn và mạch ADN mới tổng hợp phải chạy song song ngược chiều, còn gọi là đối song song, nên mạch ADN mới luôn được tổng hợp theo chiều từ đầu 5' đến đầu 3'. Về cùng phía của trạc sao chép, sự tổng hợp mạch ADN mới trên hai mạch khuôn của phân tử ADN mẹ ban đầu có một số sự kiện khác nhau. Ví dụ, hãy xem các sự kiện diễn ra ở trạc sao chép trong quá trình tái bản ADN ở E. coli. Đầu tiên, một enzyme có tên là ADN primase nhưng có bản chất là ARN polymerase sẽ tổng hợp một đoạn mồi ngắn theo chiều 5'-3'. Sở dĩ cần đoạn mồi ARN này vì tất cả các enzyme ADN polymerase đều không có khả năng tự khởi đầu quá trình sao chép ADN. Sau khi đoạn mồi ARN đã được tổng hợp, enzyme ADN polymerase 3 sẽ gắn vào và xúc tác phản ứng bổ sung các deoxyribonucleotide, tức là các nucleotide ADN vào đoạn mồi ARN theo chiều từ đầu 5' đến đầu 3'. Mạch ADN mới đang được tổng hợp này được gọi là mạch dẫn đầu vì chiều tổng hợp của nó thuận chiều chuyển dịch của trạc sao chép. Ở mạch làm khuôn bên trên, enzyme ADN primase cũng tổng hợp các đoạn mồi ARN ngắn theo chiều 5'-3', rồi sau đó enzyme ADN polymerase sẽ bổ sung các nucleotide ADN vào đoạn mồi ARN theo chiều 5'-3'. Tuy vậy, ở đây mạch mới tổng hợp được gọi là mạch theo sau hay mạch ra chậm, vì mạch này được tổng hợp theo chiều ngược với chiều chuyển dịch của trạc sao chép. Các đoạn ngắn ADN được tạo ra dọc theo mạch khuôn bên trên được gọi là các đoạn Okazaki. Cùng lúc đó, các nucleotide mới không ngừng được bổ sung tiếp tục vào mạch dẫn đầu. Như vậy, mạch dẫn đầu được tổng hợp theo kiểu liên tục. Trong khi đó, trên mạch da chậm, do hoạt động của enzyme ADN polymerase, quá trình sao chép cũng chỉ diễn ra theo chiều 5'-3'. Để quá trình sao chép ADN có thể tiếp tục diễn ra trên mạch này, một đoạn mồi ARN mới cần được enzyme ADN primase tổng hợp ở gần trạc sao chép. Đoạn mồi này sau đó lại được kéo dài bởi hoạt động của enzyme ADN polymerase 3 để tạo nên một đoạn Okazaki thứ hai. Như vậy, mạch theo sau được tổng hợp theo kiểu không liên tục, tạo ra nhiều đoạn Okazaki tách biệt nhau bởi các đoạn mồi. Khi một đoạn Okazaki thứ ba bắt đầu được tổng hợp, hai đoạn Okazaki đầu tiên sẽ được nối với nhau tạo nên mạch ADN liên tục. Lúc này, một enzyme ADN polymerase khác là ADN polymerase 1 sẽ vừa xúc tác phản ứng loại bỏ đoạn mồi ARN, vừa xúc tác phản ứng tổng hợp ADN thay thế vào vị trí đoạn mồi vừa được loại bỏ. Sau khi đoạn mồi ARN đã được thay thế bằng ADN, hai đoạn Okazaki liền kề chỉ còn cách nhau một liên kết phosphodiester duy nhất. Liên kết phosphodiester nối liền hai đoạn Okazaki này được hình thành bởi hoạt động của enzyme nối ADN ligase. Nói cách khác, chính ADN ligase có trách nhiệm nối các đoạn Okazaki với nhau tạo nên một mạch ADN mới dài và liên tục. Quá trình tổng hợp ADN như vậy được lặp lại cùng với việc ADN được tiếp tục giãn xoắn và trạc sao chép dịch chuyển dần từ đầu này đến đầu kia của phân tử ADN. Do một trong hai mạch ADN mới được tổng hợp liên tục, còn mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn, nên mô hình tổng hợp ADN còn được gọi là mô hình sao chép nửa gián đoạn.